Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4 với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay bắt đầu tay nghe, nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Đây là cơ hội để thầy cô và các bạn tìm thấy niềm đam mê trong việc đọc sách và khám phá thế giới. Đối với trẻ em, đọc sách không chỉ giúp trẻ phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ và kỹ năng đọc, mà còn giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh mình. Với người lớn tuổi, đọc sách là một cách để giữ cho trí não sáng suốt và tìm thấy niềm đam mê. Đọc sách giúp ta nâng cao kiến thức, cải thiện kỹ năng ngôn ngữ, tăng cường khả năng tư duy, trao đổi nhận thức về tình huống và động lực. Sách cũng là một cách tuyệt vời để giải trí và thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Và để hiểu rõ hơn về sự ra đời và ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, em xin kính mời thầy cô cùng các bạn cùng tìm hiểu về ngày sách Việt Nam. Lịch sử của ngày hội đọc sách được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha. Vào ngày 23 tháng 4, người ta yêu mến nhau, tặng nhau những cuốn sách kèm theo những bó hoa hồng, và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng theo một bông hồng đẹp. Từ đó, hàng năm, truyền thống tốt đẹp này được người Tây Ban Nha phát triển thành ngày hội đọc sách trên các đường phố. Sau đó, hoạt động văn hóa của ý nghĩa này lan rộng ra nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi dưới nhiều hình thức như tuần lễ đọc sách. Ngày sách, tuần lễ thư viện. Từ năm 1995, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hàng năm là ngày sách và bản quyền thế giới. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, chính phủ đã quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Trên thế giới lễ hội sách, ngày hội đọc sách đã và đang mang lại những giá trị tích cực và hiệu quả hết sức to lớn. Hàng năm, hoạt động này đã thu hút sự chú ý, quan tâm của hàng triệu người đọc, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi nước, bất kể già, trẻ, gái, trai, bất kể mọi thành phần giàu, nghèo trong xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ. Thông tin hiện nay thì việc tổ chức các ngày sách và văn hóa đọc đã góp phần khẳng định sách và văn hóa đọc mãi mãi trường tồn. Ở Việt Nam, hơn 10 năm nay, hưởng ứng ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 đã trở thành ngày hội sách và văn hóa đọc ở nước ta, đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi từ trung ương tới các địa phương 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014, chính phủ đã quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách và đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm sâu bản sắc dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn giúp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.
Việc đến ngày 21 tháng 4 là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn Đường Cách Mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một danh nhân văn hóa. Các tác phẩm của người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn ngày sách Việt Nam gắn bó với một tác phẩm nổi tiếng của người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là thời điểm diễn ra ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân trên thế giới khám phá niềm yêu thích sách. Việc tổ chức ngày sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. Hy vọng rằng thầy cô và các bạn sẽ tìm được những cuốn sách đầy ý nghĩa và giá trị trong cuộc sống của mình. Sau đây, em xin kính mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức bài hát Thư viện chúng em, sáng tác Phạm Đăng Cương do các bạn trong đội văn nghệ lớp 3 đêm thể hiện. Danh sách thiếu nhi